Phần 1. Lý thuyết. Chương 1. Viết và đọc tên thuốc. Mục tiêu học tập. 1. Viết và đọc được tên thuốc, cây thuốc, dược liệu bằng tiếng Latin và bằng tiếng Việt theo thuật ngữ quốc tế Latin. 2. Rèn luyện được kỹ năng đọc, viết tên thuốc, tên dược liệu. 3. Rèn luyện được kỹ năng, tư duy, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, thảo luận nhóm. Bảng chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Delta. 24 chữ cái được xếp theo thứ tự từ A đến Z, được chia thành hai loại, cộng 6 nguyên âm A, E, I, O, U, Y, cộng 18 phụ B, C, D, E, F, G, H, K, E, L, E, M, N, P, Q, E, R, S, T, V, X, Delta. Ngoài ra còn có hai chữ bán nguyên âm di đọc như I, phụ âm đuôi V đúc đọc như U hoặc V. Cách viết và cách đọc tên thuốc, dược liệu bằng tiếng Latin. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu cách đọc và viết các nguyên âm đơn và bán nguyên âm. Chữ A, I, U phát âm như trong tiếng Việt. Ví dụ, kalium có nghĩa là kali, acidum có nghĩa là acid, azilucer có nghĩa là áo hạt. Chữ E phát âm như chữ E trong tiếng Việt. Ví dụ, dividere, chia, bene, tốt. Chữ O phát âm là O trong tiếng Việt. Ví dụ, cito, nhập, bibo, tôi uống. O, đùm, iot. Chữ Y phát âm là uy trong tiếng Việt. Ví dụ, amylum có nghĩa là tinh bột, pyramidonum, pyramidon. Chữ Z phát âm như Y trong tiếng Việt. Ví dụ, injectio có nghĩa là thuốc tiêm, iucunducer có nghĩa là dễ chịu. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết và đọc các nguyên âm kép, nguyên âm ghép. Nguyên âm kép là hai nguyên âm đứng liền nhau và đọc thành một âm. A, E phát âm là E. Equalizer có nghĩa là bằng nhau. E, T, Z, E, T, O, E phát âm là E. F, T, Du, S, có mùi hôi. E, D, Ma, bệnh phù. A, U phát âm là ao, ao zoom, có nghĩa là vàng. Lau ra C, E có nghĩa là họ long não. E, U phát âm là eo, nêu tê giờ, có nghĩa là trung tính. Seo, có nghĩa là hoặc. Leo xe na, có nghĩa là cây keo dậu. Những nguyên âm kép A, E, O, E có hai dấu chấm trên chữ E phải đọc tách riêng từng nguyên âm. Ví dụ, A, E, giờ có nghĩa là không khí. A, lô, E có nghĩa là lô hội. Nguyên âm ghép là hai nguyên âm đứng liền nhau, đọc thành hai nguyên âm. Nguyên âm đầu đọc ngắn, nguyên âm sau đọc dài. Opium là thuốc phiện, unguentum có nghĩa là thuốc mỡ. Cách viết và đọc các phụ âm kép, phụ âm ghép, phụ âm. Phụ âm kép là hai phụ âm đi liền nhau. Phụ âm sau là H đọc như một phụ âm tương đương. CH phát âm là KH. Ví dụ, khu lê gia, có nghĩa là bệnh tả. O, khở, dê, a. Có nghĩa là mẹ chìa. PH phát âm là phờ. Ví dụ, cam phô ra có nghĩa là long não. Phi a la có nghĩa là chai. EZH phát âm là R, dùng lưỡi. Ví dụ, Zizuma có nghĩa là thân rễ. Zeum có nghĩa là đại hoàng. TH phát âm là thờ. Ví dụ, Ethezoleum có nghĩa là có tinh dầu. Antheza có nghĩa là bao phấn. Antheza có nghĩa là bao phấn. Phụ âm ghép là hai phụ âm đi liền nhau đọc thành hai âm. Phụ âm đầu đọc nhẹ lướt nhanh sang phụ âm sau. Ví dụ, bờ du mum, bờ dùm, natrium natri, nờ du ba quả hạch, khờ lô phi lờ lum chất diệp lục, riboflavinum, riboflavin. Phụ âm đôi là hai phụ âm giống nhau đi liền nhau,
đọc một phụ âm cho âm tiết trước, một phụ âm cho âm tiết sau. Ví dụ, gamma, gam, gota, giọt, phezum, sắt. Chú ý, chữ V đúc không có trong bảng chữ cái Latin, thường phát âm là V khi V đúc đứng trước nguyên âm, phát âm là U khi đứng trước phụ âm. Nếu từ đó có nguồn gốc từ tiếng Đức thì chữ V đúc đọc là V, nếu có nguồn gốc từ tiếng Anh thì đọc là U. Ví dụ, rau vô lờ phi a nghĩa là cây ba gạc, phu u lê giờ, phâu lờ. Cách viết và đọc các phụ âm. Các phụ âm phát âm và viết giống như tiếng Việt là B, H, K, L, M, N, P, V. Ví dụ, bonus nghĩa là tôi uống, hezi nghĩa là hôm qua, kalium kali, lanolinum lanolin, miso c nghĩa là trộn, neziolinum, neziolin, inula nghĩa là viên tròn, vitaminum là vitamin. Chữ C trước A, O, U, phát âm là K, trước E, I, U, A, E, O, E phát âm như X trong tiếng Việt. Ví dụ, calozer là calo, culozer nghĩa là màu, cutiser nghĩa là da, ceza nghĩa là xác, situ nghĩa là nhanh, cianeuser nghĩa là màu lam, secuser nghĩa là mù, celia nghĩa là phần bụng. Chữ D phát âm như chữ D trong tiếng Việt. Ví dụ, đa nghĩa là cho, cấp, đê xin nghĩa là 10. Chữ F phát âm là phờ. Ví dụ, folium nghĩa là lá, phloser nghĩa là hoa. Chữ V phát âm là G. Ví dụ, gột tăng nghĩa là giọt, gelatinum nghĩa là gelatin. Chữ Q đi kèm với chữ U, phát âm là quờ. Ví dụ, A, quá nghĩa là nước, quantum satiser nghĩa là lượng vừa đủ. Chữ E giờ phát âm là R, dùng lưới. Ví dụ, rutilum nghĩa là rutin, GCP nghĩa là hãy lấy. Chữ S phát âm là sờ, khi nó đứng giữa hai nguyên âm, hoặc một nguyên âm, và chữ M hay N thì phát âm là giờ trong tiếng Việt. Ví dụ, serum nghĩa là huyết thanh, rosa nghĩa là hoa hồng, doziser nghĩa là liều, gaziser ma nghĩa là thuốc xúc miệng, menzuza nghĩa là sự đo. Chữ tờ phát âm là tờ, khi nó đứng trước y và kèm theo một nguyên âm thì phát âm là sờ, nhưng nếu trước tờ, y và nguyên âm có một trong ba chữ s, tờ, x thì phát âm là tờ. Ví dụ, stibium nghĩa là stibi, posio nghĩa là thuốc nước ngọt, mixtio nghĩa là hỗn hợp, ustio nghĩa là sự đốt cháy. Chữ x đứng đầu phát âm là sờ. Nếu x đứng sau nguyên âm phát âm như cờ sờ, x đứng giữa hai nguyên âm đọc như cờ đờ. Ví dụ, suy lê nung là si, lèn, ra đê y c h sờ là dễ, x c p n sờ là tá dược, o c duy đung là oxygen. Chữ đê ta phát âm là giờ trong tiếng Việt. Ví dụ, ozone là ozone, zin vi b ra c e là họ gừng. Cách viết và đọc tên thuốc, tên dược liệu bằng tiếng Việt theo thuật ngữ Latin. Chúng ta cùng tìm hiểu cách viết tên các thuốc, dược phẩm, viết theo mặt chữ của thuật ngữ quốc tế tiếng Latin đã Việt hóa, bỏ các âm cuối của tiếng Latin, um, is, us hay as thay bằng at. Ví dụ, canxium viết là canxi, bari sulfus viết là bari sulfat. Khi phụ âm được nhắc lại hai lần như ll, mm, nn, thì có thể bỏ một phụ âm nhưng không gây nhầm lẫn. Ví dụ, penicillium viết là penicillin, canxi carbonate viết là canxi carbonate. Chữ H trong từ vẫn đọc được theo phát âm tiếng Việt thì để nguyên chữ H trong từ chloram. Ví dụ, theophylline viết là theophylline, chloramine viết là chloramine. Các nguyên âm kép như A, E, O, E đổi thành E. Ví dụ, etherum viết là ether, oestrogen viết là estron. Tên các đường có âm cuối là osum đổi thành ozer. Ví dụ, glucosam viết là gluco, lactosam viết là lactose. Vẫn giữ nguyên các vần sau trong tiếng Latin như si, si, sơ, ion, un, gin a, ơ, o.
phở, ao, yêu. Ví dụ, ethylic chloridum viết là ethyl chloride, alcohol amylicus viết là alcohol amylicus. Các đơn vị khối lượng viết kèm theo tên thuốc thường dùng là gam, miligam, microgam. Đơn vị UI viết là DV. Ví dụ, vitamin B12 100 microgam, penicillin 500.000 DV. Viết tên chính của cây, con, họ bằng tiếng Việt có kèm theo tiếng Latin. Tên chi là một danh từ luôn được viết hoa ở thể chủ cách. Tên loài là một tập hợp hai từ, trong đó từ thứ nhất là toàn chi. Từ thứ hai là tính ngữ khoa học chỉ đặc điểm của loài không viết hoa, có thể danh từ hoặc tính từ. Trích dẫn tên tác giả, tên này thường được viết tắt, trong văn bản viết tay thì tên loài phải được gạch chân, tên tác giả không, gạch, văn bản đánh máy, tên loài phải được in nghiêng, tên tác giả in đứng. Ví dụ, cây hòe, Sophora rafolica, cây thuốc viện, Papaver somniferum L, họ thuốc viện, Papaveraceae. Con tắc kè, Gecko Gecko L, họ tắc kè, Gekonidi. Khi viết riêng bộ phận dùng của cây, còn phải kèm theo tên Latin. Ví dụ, xài đất, Herba Guadaliae, sinh địa. Thảo quyết minh, Semen Cassiantora, xuyên sơn giáp, Squama Manitis, tên các dạng bào chế đã dùng. Ví dụ, Sirop viết là Siro, Capsule viết là viên nang. Tintura viết là cồn, tabella viết là viên nén, các tên khác khi dùng phải Việt hóa. Ví dụ, colutorium viết là colutorium, immunsio viết là immunsio. Viết tên riêng, các tên riêng, như người, địa danh, kèm theo tên thuốc, cây thuốc phải viết nguyên cú, không được phiên âm. Ví dụ, dung dịch Lugol, thuốc thử Brackendorf, thuốc bột Dover. Tên các nguyên tố hóa học quen dùng vẫn giữ nguyên như đồng, kẽm, các nguyên tố khác bỏ đuôi của Latin. Ví dụ, zincum viết là kẽm, ferum viết là sắt, kalium viết là kali, barium viết là bari. Hợp chất vô cơ, viết tên các nguyên tố đã Việt hóa quen dùng với gốc muối của chúng. Ví dụ, canxi clorit viết là canxi clorit. Các nguyên tố oxy, hydro, NITE, nếu viết riêng lẻ thì vẫn dùng, nếu là hợp chất thì viết oxygen, hydrogen, nitrogen. Ví dụ, NO viết là nitrogen oxide, NO2 viết là nitrogen dioxide. Các gốc halogenic trước viết là clorua, bromua, iodua, nay viết là clorit, bromid. Ví dụ, kali bromid ứng viết là kali bromid. Canxi clorin đừng viết là canxi clorin. Các oxit trong cùng một loại thì lấy số oxy để phân biệt. Ví dụ, CO viết là carbon oxygen, CO2 viết là carbon dioxide. Các axit có tên tận cùng là osum viết là O, ICUM viết là IG. Ví dụ, axit ứng phosphoric cùng viết là axit phosphoric, axit ứng hypochlorosum viết là axit hypochloro. Các muối của axit có tận cùng là OSUM viết là ITER, ICUM viết là ATER. Ví dụ, natri sulfurosam viết là natri sulfit, natrium sulfuricum viết là natri sulfat. Các axit không có oxit trước viết là axit chlorhydric, bromhydric, nay viết là hydrobromic. Các muối axit có hydro, nếu có một hydro thì không viết số ion. Nếu có hai hydro trở lên thì viết số ion của chúng và trong cùng một loại thì dùng số hydro để phân biệt. Ví dụ, NaCO3 viết là hydrocarbonat, Na2PO4 viết là natri dihydrophosphat, Na2HPO4 viết là dinatri hydrophosphat. Hợp chất hữu cơ viết theo quy tắc chung của Hiệp hội Quốc tế học học thuần túy ứng dụng. Ví dụ, barbitol viết là acid 5.5, dietin barbituric, acid citric viết là acid 2, oxy propan 1.2. Viết các chỉ thị màu, tên màu đứng trước, tên hóa chất đứng sau. Ví dụ, xanh tham ôn, đỏ mê tin, đỏ camin. Cách đọc các nguyên âm, phụ âm chủ yếu theo cách phát âm của tiếng Latin, nhưng có vận dụng vào cách phát âm của tiếng Việt và một số tiếng nước ngoài, chẳng hạn như tiếng Pháp, đã quen dùng. Ví dụ, urotropin đọc là u, zo,
Tờ rô, tên. Tanin đọc là tanin. Chú ý. Khắc chữ cái trong dấu ngoặc đơn phiên âm cách đọc nhẹ và lướt nhanh sang âm sau. Đọc theo âm tiếng Việt chuẩn. Không đọc theo cách phát âm riêng biệt thiếu chuẩn xác của một số địa phương như L với N, R với R, S với X, Ch với Ch. Ví dụ, natri chlorid đọc là natri chlorid, lumino đọc là luminan, levomycetin đọc là levomycetin. Ví dụ, theo filin chia vần và đọc là teofilin. Nazin, utopin chia vần và đọc là utazopin. Các nguyên âm viết và đọc như cách đọc, thông thường, trong tiếng Việt là a, i, u, i. Ví dụ, mi, na, zin, a, ti, so đọc là a, ti, so. Các nguyên âm có phần đọc khác cách đọc trong tiếng Việt, viết là o, có thể đọc là o. Ví dụ, chloramin đọc là clo, ra, min, acid hydrochloric đọc là acid, hi, nơ, clorid. Có thể đọc là O. Ví dụ, siro đọc là si, dô, kém oxyn đọc là kém, oxit, amoni carbonat đọc là amoni carbonat. Viết là E, có thể đọc là E. Ví dụ, vitamin E đọc là vitamin E, ergotamin đọc là ergotamin, có thể đọc là E. Ví dụ, caffeine đọc là caffein, imetin đọc là E, me. Tin, có thể đọc là ơ, nhẹ, ở cuối từ. Ví dụ, gluco đọc là gluco, giờ, dextrose đọc là đếp, sờ chô, giờ. Đây là sản phẩm demo của VB, viết là EU đọc là ơ. Ví dụ, eugenon đọc là ơ, gê, nông, eucalypton đọc là ơ, ca, líp, tôn, viết là o, u đọc là u. Ví dụ, âu á bên đọc là u, a, ba, in. Dicalmerin đọc là gì? Comazin. Các phụ âm đơn B, H, K, L, N, M, P, Q, R, S, V đọc như thông thường của tiếng Việt. Kali chlorid đọc là K, li, clo, zit. Bari sunfat đọc là ba, di, sun, phát. Mefloquine đọc là B, F, lo, quin. Paracetamol đọc là pa, za, c. Ta, môn, sulfamid đọc là sulfamid, ventolin đọc là ventolin. Khi B đứng sau nguyên âm Y và trước phụ âm hoặc cuối vần thường đọc là P. Ví dụ, molybdat đọc là molybdat, acid phosphomolybdic đọc là acid phosphomolybdic. Viết là C, có thể đọc là C khi đứng trước nguyên âm A. O, U. Ví dụ, mesoken đọc là me, so, ca, in. Lidoken đọc là li, do, ca, in. Đọc là sờ khi đứng trước nguyên âm e, i, y dài. Ví dụ, cefazolin đọc là c, fa, zo, lin. Doxycycline đọc là do, si, si, lin. Flucina đọc là f, lu, si, na, zơ. Viết là g. Có thể đọc là g khi đứng trước phụ âm và các nguyên âm a, u, o. Ví dụ, gluco đọc là g lu, co, giờ. Ergotamin đọc là s, go, ta, min. Đọc là g khi đứng trước các nguyên âm e, y ngắn, y dài. Ví dụ, gelatin đọc là g, la, tin. Gipnoplex đọc là gip, no, plexer. Viết là g, đọc là d, cờ khi đứng ở cuối từ. Ví dụ, diazepam đọc là đi, a, z, pam. Diazo đọc là đi, a, zo. Đọc là tờ khi đứng ở cuối từ. Ví dụ, nitrogen oxide đọc là ni, tờ du, gen, o, xít. Acid đọc là a, xít. Viết là F đọc là phờ. Ví dụ, formin đọc là phóc, môn. Phenobarbital đọc là phê, nô, bắc, bi, tan. Viết là S, đọc là sờ. Ví dụ, canxi sunfat đọc là cal, si, sun, phát. Fansida đọc là fan, si, da, dơ. Đọc là z khi đứng giữa hai nguyên âm hoặc đi với e ở cuối từ. Ví dụ, orison đọc là o, z, zo, l. Gluco đọc là g, lu, co, z.
viết là Z đọc là G. Ví dụ, chlorpromazine đọc là C, ở, lo, P, ở, zomazin. Limemazin, viết là T, đọc là T. Ví dụ, nitroglycerin đọc là ni, tờ du, gli, c, zin. Niketamid đọc là niketa, mid, đọc là sở khi đứng trước nguyên âm y, và sau y là một nguyên âm khác. Ví dụ, potio đọc là po, si, o. Viết là vê đúc, đọc là vờ khi đứng trước nguyên âm. Ví dụ, gram đọc là vôn, phở giam. Y piso đọc là vi, pi, xin, đọc là u khi đứng trước phụ âm. Ví dụ, Fowler đọc là phô, laser. Các phụ âm ghép BL, BR, CL, NR, FL, GR, đọc như tiếng Việt thành hai âm nhưng phụ âm trước đọc nhẹ và lướt nhanh sang. Phụ âm đầu đọc nhanh lướt nhẹ sang phụ âm sau. Ví dụ, room đọc là cờ rôm, Latin đọc là phở la, xin, stufantin đọc là sở tờ rô, phan, xin. Viết là di đọc là y. Ví dụ, asmalin đọc là ai, ma, lin. Phụ âm ghép th đọc là tờ. Ví dụ, etanon đọc là e, ta, non. Methicillin đọc là me, ti, si, lin. Rumetazin đọc là phở rô, me, ta, zin. Chú ý, tờ re đọc là tờ, z. Cách đọc các vần có phụ âm đứng sau nguyên âm khác với cách đọc thông thường trong tiếng. Viết là an đọc là an, ờ. Ví dụ, lumino đọc là luminan, verano đọc là veronan. Viết là a đọc là ác. Ví dụ, babito đọc là bác, bi, tan. Gazdenal đọc là gác, đê, nan. Viết là ax đọc là ác, sơ. Ví dụ, comex đọc là cô, dê, mắc, sơ. Phenolex đọc là phê, nô, lắc, sơ. Viết là R đọc là S. Ví dụ, ergotate đọc là S, go, tết, sơ. Kali pemanganat đọc là K, li, pet manganat. Viết là X đọc là EC, X, ơ. Ví dụ, dextrose đọc là đếp, X, ơ, T, ơ, dô, dơ. Urabilet đọc là O, ra, bi, lết, sơ. Viết là Y cờ đọc là X. Ví dụ, acid hydrochloric đọc là acid, hydrozo, cờ lo, zip. Acid nitric đọc là acid nitric. Viết là IG đọc là ít. Ví dụ, chloroxid đọc là clorosid, plasmosid đọc là P, ở, lát, ơ, mô, xít. Viết là IX đọc là ít, sơ. Ví dụ, ifudix đọc là E, phô, đích, sơ. Orabilix đọc là O, ra bi, đích, sơ. Viết là OG đọc là O, đơ. Ví dụ, S-I-Z-O-I-O-D-O-T-A-N-I-C đọc là C-Z-O-O-D-O-T-A-N-I-C, I-O-T đọc là viết là O-L đọc là O-L. Ví dụ, A-G-I-R-O đọc là A, G-Z-O-N-L, U-I-A-C-O-N đọc là gai, A-C-O-N, viết là O-R đọc là O. Ví dụ, Mofin đọc là Mofin, Acid Ascorbic đọc là Acid, Ascorbic, viết là I-L đọc là In. Ví dụ, ethyl chloride đọc là etin, clo, zip, amin nitrit đọc là a, min, nitrit. Một số cách đọc ngoại lệ, viết là am đọc là am. Ví dụ, ampicillin đọc là am, pi, si, lin, camphor đọc là cam, pho, ờ, viết là n đọc là ăn. Ví dụ, ti, pi, zin, gentamicin đọc là răng, ta, mi, xin. Viết là in đọc là anh. Ví dụ, insulin đọc là anh, su, lin. Sintomycin đọc là xanh, tô, mi, xin. Kaolin đọc là cao, lành. Viết là on đọc là ông. Ví dụ, primifol đọc là di, mi, phong. Sudantin đọc là so, đăng, tông. Viết là quy đọc là ki. Ví dụ, quinacrin đọc là ki, na, cờ zin. Quinoserum đọc là ki,